Ta khờ thật. Vậy mà ta cứ tưởng ta là vợ của chàng, chàng là chồng của ta. Thật ra xưa nay trong lòng của chàng chưa từng nghĩ như vậy. Chàng chỉ xem ta như một quân cờ trong tay, như là một con rối. Thú thật là ta không cố ý hại nàng. Chẳng lẽ tất cả đều là vô ý sao? Chàng nói đi, chàng nói đi, nói đi. Chuyện đã như vậy, ta không còn gì để nói nữa. Nàng giết ta đi. Giết chàng? Giết chàng có thể giúp ta tìm lại được tình cảm của mình sao? Giết chàng có thể giúp ta tìm lại chút vui vẻ hay sao? Giết chàng có thể trừng phạt một phần tội lỗi của chàng hay sao? Trong cuộc đời của ta chỉ thương một người thôi, người đó chính là chàng. Nhưng tại sao, nhưng tại sao, tại sao chàng lại làm hại ta? Vậy mà ta cứ tưởng rằng trái tim của chàng cũng rung động. Ta chỉ cần đối xử tốt với chàng, chàng sẽ cảm nhận được. Ta tin rằng thời gian có thể thay đổi tất cả. Nhưng mà ta không ngờ được trái tim của chàng vốn là sắt đá, đào đâm không được, nước tạt không vào. Ta có thể chịu đựng ánh mắt lạnh lùng của chàng, tuy rằng trái tim của ta rất đau, nhưng chỉ cần có chàng ở bên cạnh ta, ta sẽ chấp nhận tất cả, kể cả chàng thương yêu người tình cũ. Nhưng chỉ cần có chàng ở bên cạnh, ta sẽ chấp nhận tất cả. Lúc nào chàng cũng tỏ ra thờ ơ với ta, ta cũng chấp nhận mà. Nhưng mà ta không ngờ chàng lại gạt ta. Ta cho phép chàng vượt qua biên giới về thăm mẹ, tại vì ta cảm thấy Dương Viên Lãng là một người đàn ông có tình có nghĩa. Nhưng bây giờ ta đã biết ta sai lầm, ta đã nhìn lầm chàng, đã thương lầm chàng. Thật ra chàng chẳng là gì cả. Minh Cơ, trong cuộc đời của ta, người duy nhất mà ta cảm thấy có lỗi là nàng. Kiếp này chúng ta không có duyên, ta xin hẹn lại kiếp sau. Kiếp sau à? Kiếp sau? Minh Cơ, ta làm sao không hiểu nàng đối xử tốt với ta chứ? Khoảng thời gian sống tại Đại Liêu, nàng luôn ở bên cạnh ta, nàng giúp đỡ ta không đòi hỏi, nàng an ủi ta. Nhưng nàng càng đối xử tốt với ta, ta càng cảm thấy tự trách mình. Ta không biết nên hoàn trả thế nào với khoản nợ này, tại vì ta mãi mãi cũng không trả hết được. Ta sống lai vãng giữa chốn người và quỷ, lòng của ta đã chết khô. Ta không dám cầu xin nàng tha lỗi, ta chỉ hy vọng nàng hãy quên ta và có được một tương lai tốt đẹp. Bình Cơ, nàng hãy đâm ta một nhát vào trái tim sắt đá này, nó giúp nàng và cũng giúp ta thoát ly khổ ải, nỗi khổ ải dài đằng đẵng như vậy. Chàng muốn giải thoát à? Thôi được, ta sẽ cho chàng được tội nguyện. Đi, để bác đồ ở lại, ta không muốn nhìn thấy chàng nữa. Đi.
Nếu đi thì ta phải mang theo bản đồ. Đừng ép ta, đừng ép buộc ta phải giết chàng. Nếu như nàng không cho ta mang theo bản đồ để đi, vậy thì nàng hãy giết chết ta đi. Đừng ép buộc ta. Để ta giết hắn cho. Ca ca. Mùi, tránh ra đi. Dì Tử Lan, từ lâu ta đã biết ngươi không phải thần lòng quý thuận rồi. Suốt cuộc hôm nay ngươi đã lộ ra nguyên hình. Tránh ra. Ca ca. Minh Cơ, chạy mau. Minh Cơ, Minh Cơ, Minh Cơ. Chàng có thể ôm chặt ta không? Ôm chặt ta. Rồi xưa nay ta đều biết chàng yêu cô ấy, không yêu ta. Nếu như chàng không nói ra sẽ không ai biết được trong lòng chàng đã nghĩ gì. Và ta cũng có thể tự lừa dối chính bản thân mình, làm cho ta có thể cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhưng chỉ có bao nhiêu đó thôi, chàng cũng không chịu làm cho ta vui nữa.